thân cận chia sẻ hồ sơ bệnh án của Phi Nhung, tiết lộ lý do thật sự khiến cô đột ngột qua đời. Những dòng tâm sự của anh Đỗ Quang Trí, quản lý truyền thông cố ca sĩ Phi Nhung, nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ các nghệ sĩ và khán giả. Vào tối 1 tháng 10, anh Đỗ Quang Trí nghẹn ngào đăng đàn nói về hồ sơ bệnh án cùng sự kiên cường trong quá trình điều trị bệnh của Phi Nhung, thu hút sự chú ý từ đông đảo mọi người. Cụ thể, quản lý truyền thông của Phi Nhung cho biết, chị đã chiến đấu và chiến thắng. Trong hành trình chiến đấu với COVID-19, có lúc chị đã chiến thắng quật cường. Theo thông báo từ hồ sơ bệnh án do bác sĩ điều trị cho chị đã hai lần có kết quả âm tính SARS-CoV-2 vào ngày 14 và 22/9. Đó chính là lúc mà chúng tôi hờ hợi thông báo chị khỏe hơn, kết quả điều trị tích cực hơn. Tận sâu trong trái tim mình, chúng tôi đã mong chờ ngày chị về nhà. Thậm chí, chúng tôi đã lo rằng, chị sẽ phải mất nhiều thời gian để tập hát lại, đi diễn lại. Vì di chứng để lại không hề đơn giản. Thế nên, khi nghe thông báo chị không qua khỏi, chúng tôi còn bàng hoàng hơn cả người ngoài. Chúng tôi không tin điều mình nghe thấy, nhưng sự thật nào có thể chối bỏ được. Chị đã kiên cường trong mọi hoàn cảnh như bản chất chị có. Nhưng có lẽ, 40 ngày nằm viện đã khiến sức khỏe của chị kiệt quệ, ý chí, sự kiên cường của chị không dễ bị đánh gục, nhưng thể chất dễ bị bào mòn bởi năm tháng. Chị ra đi nhưng tiếng cười luôn ở lại. Sự kiên trì, lòng quyết tâm và tấm lòng chị có mãi mãi là nguồn cảm hứng cho người ở lại. Chào chị, người chị thân thương Phi Nhung Pham. Ngày chị ra đi, số ca nhiễm COVID tại Sài Gòn cũng thấp kỷ lục chưa từng có. Bài đăng của anh Đỗ Quang Trí trên Facebook ngày 1 tháng 10. Theo đó, anh Đỗ Quang Trí đã vô cùng bàng hoàng khi nhận được tin Phi Nhung qua đời. Bởi lẽ theo hồ sơ bệnh án, sức khỏe của cố ca sĩ đã có những diễn biến tích cực khi nhận kết quả hai lần âm tính vào ngày 14 và 22/9. Chấm than, hơn nữa, quản lý truyền thông của Phi Nhung cũng thấy rõ được sự kiên cường, cố gắng của giọng ca bông điên điển trong suốt quá trình điều trị COVID-19. Chia sẻ về một phần nguyên nhân khiến cố ca sĩ không thể qua khỏi, anh Đỗ Quang Trí xúc động cho hay. Chị đã kiên cường trong mọi hoàn cảnh như bản chất chị có. Nhưng có lẽ, 40 ngày nằm viện đã khiến sức khỏe của chị kiệt quệ, ý chí, sự kiên cường của chị không dễ bị đánh gục, nhưng thể chất dễ bị bào mòn bởi năm tháng. Trước những dòng tâm sự, hồi tưởng kể trên, giới nghệ sĩ cùng khán giả nhanh chóng để lại bình luận bày tỏ sự tiếc nuối trước sự ra đi của Phi Nhung. Viu Anh, Minh Nhật cùng khán giả bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của Phi Nhung. Ước rằng có hai chữ, giá như chị mẹ về Mỹ, giá như chị mẹ đã tiêm vaccine. Và giá như hai lần âm tính ấy chị mẹ phục hồi luôn. Chị mẹ hãy nghỉ ngơi ạ, chị đi trong vinh quang em à, cũng đã xứng đáng một kiếp người. Chỉ có đau thương và nước mắt. Hai ơi, có những người ra đi để lại cho đời những di sản quý báu, đó là nhân cách của họ. Thực sự ngưỡng mộ tấm lòng Bồ Tát của chị. Xin cúi đầu chào chị với tất cả lòng biết ơn và kính trọng. Ca sĩ Phi Nhung từng hai lần nhận kết quả âm tính với SARS-CoV-2, ý chí không bị đánh gục nhưng thể chất bị bào mòn bởi tháng năm. Phi Nhung đã kiên cường chiến đấu với COVID-19 suốt gần 2 tháng trước khi qua đời. Trên trang cá nhân tối ngày 1 tháng 10, quản lý của Phi Nhung đã chia sẻ về hành trình chiến đấu với COVID-19 của nữ ca sĩ. Đáng chú ý, anh cho biết cô NS đã từng chiến thắng COVID-19 tận 2 lần nhưng vì sức khỏe đã dần yếu đi, cô vẫn không thể qua khỏi. Quản lý cô NS bộc bạch, tận sâu trong trái tim mình, chúng tôi đã mong chờ ngày chị về nhà. Thậm chí, chúng tôi đã lo rằng, chị sẽ phải mất nhiều thời gian để tập hát lại, đi diễn lại. Vì di chứng để lại không hề đơn giản. Thế nên, khi nghe thông báo chị không qua khỏi, chúng tôi còn bàng hoàng hơn cả người ngoài. Lễ viếng ca sĩ Phi Nhung tại nhà riêng ngày 1 tháng 10, Long Nhật đau lòng dâng hương tiễn biệt, Hồ Văn Cường buồn bã quỳ bên di ảnh mẹ nuôi. Có thể nói, dù đã chiến đấu rất kiên cường suốt gần 2 tháng qua, nữ ca sĩ vẫn không thể vực dậy. Sự ra đi của Phi Nhung là một mất mát lớn của Vbiz. Thế nhưng, trong khoảng thời gian sinh thời, cố nghệ sĩ đã cống hiến và sống một cuộc đời rất đẹp. Ai nấy đều tin chắc rằng những hình ảnh, cống hiến của cô sẽ còn mãi với thời gian. Dòng trạng thái xúc động quản lý Phi Nhung dành cho nữ ca sĩ. Phi Nhung đã chiến đấu rất mạnh mẽ với COVID-19, ấy thế nhưng nữ ca sĩ vẫn không thể qua khỏi. Ngoặc kép, Phi Nhung ra đi nhưng những việc làm ý nghĩa của cô vẫn sẽ còn mãi với thời gian. Người thân cận chia sẻ hồ sơ bệnh án của Phi Nhung, tiết lộ lý do thật sự khiến cô đột ngột qua đời. Những dòng tâm sự của anh Đỗ Quang Trí, quản lý truyền thông cố ca sĩ Phi Nhung, nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ các nghệ sĩ và khán giả. Vào tối 1 tháng 10,
anh Đỗ Quang Chí nghẹn ngào đăng đàn nói về hồ sơ bệnh án cùng sự kiên cường trong quá trình điều trị bệnh của Phi Nhung thu hút sự chú ý từ đông đảo mọi người. Cụ thể, quản lý truyền thông của Phi Nhung cho biết, chị đã chiến đấu và chiến thắng. Trong hành trình chiến đấu với COVID-19, có lúc chị đã chiến thắng quật cường. Theo thông báo từ hồ sơ bệnh án do bác sĩ điều trị cho chị đã hai lần có kết quả âm tính SARS-CoV-2 vào ngày 14 và 22/9. Đó chính là lúc mà chúng tôi hờ hợi thông báo chị khỏe hơn, kết quả điều trị tích cực hơn. Tận sâu trong trái tim mình, chúng tôi đã mong chờ ngày chị về nhà. Thậm chí, chúng tôi đã lo rằng, chị sẽ phải mất nhiều thời gian để tập hát lại, đi diễn lại. Vì di chứng để lại không hề đơn giản. Thế nên, khi nghe thông báo chị không qua khỏi, chúng tôi còn bàng hoàng hơn cả người ngoài. Chúng tôi không tin điều mình nghe thấy, nhưng sự thật nào có thể chối bỏ được. Chị đã kiên cường trong mọi hoàn cảnh như bản chất chị có. Nhưng có lẽ, 40 ngày nằm viện đã khiến sức khỏe của chị kiệt quệ, ý chí, sự kiên cường của chị không dễ bị đánh gục, nhưng thể chất dễ bị bào mòn bởi năm tháng. Chị ra đi nhưng tiếng cười luôn ở lại. Sự kiên trì, lòng quyết tâm và tấm lòng chị có mãi mãi là nguồn cảm hứng cho người ở lại. Chào chị, người chị thân thương Phi Nhung Pham. Ngày chị ra đi, số ca nhiễm COVID tại Sài Gòn cũng thấp kỷ lục chưa từng có. Bài đăng của anh Đỗ Quang Chí trên Facebook ngày 1 tháng 10. Theo đó, anh Đỗ Quang Chí đã vô cùng bàng hoàng khi nhận được tin Phi Nhung qua đời. Bởi lẽ theo hồ sơ bệnh án, sức khỏe của cố ca sĩ đã có những diễn biến tích cực khi nhận kết quả hai lần âm tính vào ngày 14 và 22/9. Chấm than, hơn nữa, quản lý truyền thông của Phi Nhung cũng thấy rõ được sự kiên cường, cố gắng của giọng ca bông điên điển trong suốt quá trình điều trị COVID-19. Chia sẻ về một phần nguyên nhân khiến cố ca sĩ không thể qua khỏi, anh Đỗ Quang Chí xúc động cho hay. Chị đã kiên cường trong mọi hoàn cảnh như bản chất chị có. Nhưng có lẽ, 40 ngày nằm viện đã khiến sức khỏe của chị kiệt quệ, ý chí, sự kiên cường của chị không dễ bị đánh gục, nhưng thể chất dễ bị bào mòn bởi năm tháng. Trước những dòng tâm sự, hồi tưởng kể trên, giới nghệ sĩ cùng khán giả nhanh chóng để lại bình luận bày tỏ sự tiếc nuối trước sự ra đi của Phi Nhung. Viu Anh, Minh Nhật cùng khán giả bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của Phi Nhung. Ước rằng có hai chữ, giá như chị mẹ về Mỹ, giá như chị mẹ đã tiêm vaccine. Và giá như hai lần âm tính ấy chị mẹ phục hồi luôn. Chị mẹ hãy nghỉ ngơi ạ, chị đi trong vinh quang em à, cũng đã xứng đáng một kiếp người. Chỉ có đau thương và nước mắt. Hai ơi, có những người ra đi để lại cho đời những di sản quý báu, đó là nhân cách của họ. Thực sự ngưỡng mộ tấm lòng Bồ Tát của chị. Xin cúi đầu chào chị với tất cả lòng biết ơn và kính trọng. Ca sĩ Phi Nhung từng hai lần nhận kết quả âm tính với SARS-CoV-2, ý chí không bị đánh gục nhưng thể chất bị bào mòn bởi tháng năm. Phi Nhung đã kiên cường chiến đấu với COVID-19 suốt gần 2 tháng trước khi qua đời. Trên trang cá nhân tối ngày 1 tháng 10, quản lý của Phi Nhung đã chia sẻ về hành trình chiến đấu với COVID-19 của nữ ca sĩ. Đáng chú ý, anh cho biết cô NS đã từng chiến thắng COVID-19 tận 2 lần nhưng vì sức khỏe đã dần yếu đi, cô vẫn không thể qua khỏi. Quản lý cô NS bộc bạch, tận sâu trong trái tim mình, chúng tôi đã mong chờ ngày chị về nhà. Thậm chí, chúng tôi đã lo rằng, chị sẽ phải mất nhiều thời gian để tập hát lại, đi diễn lại. Vì di chứng để lại không hề đơn giản. Thế nên, khi nghe thông báo chị không qua khỏi, chúng tôi còn bàng hoàng hơn cả người ngoài. Lễ viếng ca sĩ Phi Nhung tại nhà riêng ngày 1 tháng 10, Long Nhật đau lòng dâng hương tiễn biệt, Hồ Văn Cường buồn bã quỳ bên di ảnh mẹ nuôi. Có thể nói, dù đã chiến đấu rất kiên cường suốt gần 2 tháng qua, nữ ca sĩ vẫn không thể vực dậy. Sự ra đi của Phi Nhung là một mất mát lớn của Vbiz. Thế nhưng, trong khoảng thời gian sinh thời, cố nghệ sĩ đã cống hiến và sống một cuộc đời rất đẹp. Ai nấy đều tin chắc rằng những hình ảnh, cống hiến của cô sẽ còn mãi với thời gian. Dòng trạng thái xúc động quản lý Phi Nhung dành cho nữ ca sĩ. Phi Nhung đã chiến đấu rất mạnh mẽ với COVID-19, ấy thế nhưng nữ ca sĩ vẫn không thể qua khỏi. Ngoặc kép, Phi Nhung ra đi nhưng những việc làm ý nghĩa của cô vẫn sẽ còn mãi với thời gian.